Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là chiều 29 Tết ở Sài Gòn. Thì chúng ta đang có mặt ở ngay dưới chân cầu Tân Thuận. Đây, cầu này là cầu Tân Thuận nè. Mình đang đứng ở dưới là đường Trần Xuân Soạn. Thì hôm nay em có công việc đi qua cái khu chế xuất Tân Thuận nè. Rồi sẵn thấy một số hình ảnh này quay gửi mọi người xem cho thấy cho bà con mình thấy không khí Tết ở khu vực quận 7. Coi bà con mình có ai có kỷ niệm về về quận 7 cho em xin cái comment nha. Năm mới chúc mọi người nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Thì đây có cái chợ hoa giống như ở bến Bình Đông vậy nè. Cũng là cái cảnh mà trên bến dưới thuyền á. Thì ngày xưa bên kia cũng là một cái dãy nhà sàn á, nhà sàn ven sông. Nhưng mà bây giờ thì hôm kia làm bờ kè lại rồi nên mình không còn thấy cái nhà sàn đó nữa. Thì ở đây thì mỗi khi có cái dịp Tết thì mọi người hay có cái chợ hoa. Đây là cuối đường, đầu đường Tân Thuận nè. Ủa, đầu đường gì? Trần Xuân Soạn. Đường Trần Xuân Soạn nói dài đến Phạm Thế Hiển. Khúc quận 7 là Trần Xuân Soạn, quận 8 là Phạm Thế Hiển. Ở đây là có cái tuyến này đi ra khu chế xuất Tân Thuận nè, Nguyễn Văn Linh rồi đó. Ở đây thì có dưa hấu. Dưa hấu bưởi da xanh. Bưởi da xanh 35-40 ngàn ký. Nhưng mà trái nhỏ thôi. Bên đây mọi người bán cũng rất là sôm tủ ha. Bây giờ tuy là 1 giờ 2 giờ trưa 1 giờ trưa mà thấy cũng rất là nhiều người đi mua ở đây nè. Bữa nay thì trời không có nắng gì lắm. Nhìn bờ sông bên kia là cái u Lotte Sunrise hả? Không phải không? Lộn. Từ đâu quận 7. Quận 7 là bên đây. Bên kia là quận 4. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Nhìn xem cảnh buôn bán ở đây như thế nào ha. Thì năm nay nhìn chung thì hoa rất là đẹp. Mà mọi người buôn bán có được hay không thì không biết chứ lắm. Tại vì thấy cũng rất là nhiều người mua. Và hoa cũng rất là đẹp. Đó. Quá trời. Con giấy nó ra hoa nhiều lắm. Cái khu này ít ai biết lắm nè. Tại vì cái này nằm bên khu quận 7 cuối đường Trần Xuân Soạn. Nên mình ngồi xe máy mình đi nha bà con ơi. Trước đi rồi anh đi bộ đi. Hả? Rồi này trước em. Thôi nếu cứ chạy anh kia có cây xăng nó đứng ngay đó được rồi. Rồi giờ quyết định đi bộ để nị chạy đi trước để cho bà con thấy cho nó rõ ha. Cành chuối sẵn tiện đi ngang thì chia sẻ bà con coi chứ hôm nay thì không có cái nhu cầu mua ở đây. Hoa thì ở nhà má mua ở chợ Cô Giang rồi. Và trái cây cũng ở chợ Cô Giang luôn gần nhà. Cứ một mình ủng hộ cũng không hết được, không giáp được bà con. Ở đây tắt. Mình đi chừng một đoạn thôi ha bà con. Cái đường này dài lắm anh chị. Mình đi cũng đi hoài, nó còn hoài à. Thì
gửi cho bà con xem một số hình ảnh ở cái đoạn này. Cái đoạn kia nó cũng na ná như vậy ha. Thì cũng có hoa cúc nè, nghệ ớt. Ồ, giống như bến Bình Đông vậy. Ủa. Thì hồi sáng ấy, thì em đi cái chợ nhỏ để tìm cái những thông tin của chị Tý. Thì em cũng đã có số hình ảnh của chị Tý để gửi cho chị Vinh Lê. Chúc chị năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Còn những comment và những con hẻm, nếu mà em chưa thực hiện hết, bà con thông cảm nha. Em sẽ cố gắng thực hiện trong những ngày gần đây. Thì vài ngày nữa, ngày 1 Tết, mùng 1 Tết thì em có cái chuyến đi về miền Tây 3-4 ngày. Thì sau 3-4 ngày đó thì chắc em gián đoạn ở Sài Gòn. Mời bà con mình đi, về miền Tây tham quan một chuyến miền Tây nha. Đây là cây tắc. Quá trời tắc luôn. Bữa nay họ bán bữa nay nữa thôi, ngày mai là bán buổi sáng. Đó, mình nhìn ra xong. Hả? Quá gì? Quay vàng. Sao vậy? Quay vô luôn. Cái mai vậy? Cái mai kì vậy? Anh quay mặt lộn rồi cho mấy. Quay mà để chơi trội vậy? Thua, cái mai này thua rồi. Cái này là vậy là tiêu rồi. Nhưng mà năm sau lên được á. Bỏ vô chậu là có bông thôi gì đâu. Mai dễ trồng mà. Cảnh thuyền bè ở dưới miền Tây lên. Nhìn rất là như ngày xưa. Nhìn trái xoài ngon ghê chưa. Sò chín, gà hỏi thăm sò chín, không có phải khẩu. Ủa, em sò này là sò gì vậy em? Dạ, sò cá chua. Cá chua à? Để chín rồi đúng không? Dạ, bên đây chín ăn liền ạ. Cái này là nhiêu ký ta? Bên đây là 40, còn bên đó là 80. 40, em lấy anh một ký này đi. Thấy nó đẹp đẹp ngon à. Còn bữa này bữa gì? Bữa da xanh thôi. Ở này với miền Tây ấy. Treo đủ loại trái, đủ loại xoài chứ. Ổ xoài trên đây là xoài gì? Xoài tượng hả? Trái này xoài tượng đúng không? Này có chuối nè. Ở này phía sau thì bán dừa rất là nhiều luôn. Ở đây nghe mình bán ngày mai nữa là nghỉ hả? Dạ. Trời ơi, anh cũng ủng hộ nhưng mà một mình anh sao mà bao hết được, cảm ơn. Nó ủng hộ là được rồi. À, lấy luôn đi. Năm nay bán được không? Dạ, năm nay bán được không? Dạ bán được. Mà lấy được mỗi năm. Được khỏe mỗi năm hả? Nói chung cũng 50 ạ, anh có phía sau kìa. Rồi. Em gọi lại. Rồi, cảm ơn anh nha. Chúc em mua bán đắt nha. Dạ. Còn đi vòng bên kia coi có gì ủng hộ tiếp. Dạ. Cảm ơn anh Tết vui ạ. Rồi, cảm ơn em. Bán dầu dừa. Dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa này là
mình trị rụng tóc đâu nè. Rồi cho những người mà mới xanh á, da rạn nứt á, thì mình hoa lên thì nó sẽ hết rụng tóc. Ủa hết rạn da. Ồ hoa đẹp. Nhưng mà ở đây xa quá, trở về không có tiện, nên thành ra không ủng hộ được hàng ngành hàng này rồi. Mọi người thông cảm nha. À đây hoa giấy quá trời luôn. À, hoa giấy lúc nào cũng rực rỡ. Ồ, cho mày. Đẩy xe luôn. Cảnh mua bán sôi động tấp nập. Kia thì mai. Rồi mình tiếp tục. Qua khúc nãy ồn quá. À, đây là hoa mai và vạn thọ. Ở đây là khu vực số 15H Trần Xuân Soạn. Mà con mình ai ở khu vực này thì ghé đây mua ủng hộ, nó gần. Khỏi phải đi xa. Những cái chợ hoa thường là một khu, một quận, một cụm á, cụm dân cư thì có cái chợ hoa để ai cũng có thể mua được. À. Mai rừng đồng giá 500.000, 500.000 cây. À, mai ai có mua hoa thì tranh thủ ha, tranh thủ để ngày mai người ta sẽ nghỉ. Hôm nay là ngày mua mà có lẽ là đắt hàng nhất. Chúc mọi người mua mai bán đắt nha. Chúc anh chị, cô chú anh chị gần xa có một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Ở trên ghe nó còn nữa kìa. Quá trời luôn. Thôi em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Còn đường còn rất là dài anh chị. Mình đi thì đi hoài còn hoài luôn á. Nên xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Đây bạn này đang đứng bên kia đợi à. Ở đây thì bán hai bên đường luôn. Thấy trái xoài ngon mà.